Xin chào các bạn, mời các bạn cùng nghe Tam Quốc Diễn Nghĩa. Quý vị và các bạn đang nghe sách nói Tam Quốc Diễn Nghĩa. Hồi 80, Tàu Phi bỏ hiến đế, cướp vận Viêm Lưu. Hán Vương lên ngôi rồng, nối dòng đại thống. Bọn Hoa Hâm và các quan văn võ vào tâu với vua hiến đế rằng: từ khi Ngụy Vương lên ngôi đến nay, ân đức gieo khắp bốn phương, nhân nghĩa ra tới muôn vật, chưa có ai bị kịp. Dẫu Đường, Ngu cũng chỉ đến thế là cùng. Quân thần chúng tôi cũng đã bàn với nhau, vận nhà Hán đã hết, xin bệ hạ bắt chức vua Nghiêu vua Thuấn, đem Sơn Hà xã tắc nhường cho Ngụy Vương. Trên hợp lòng trời, dưới thuận ý dân, bệ hạ cũng được hưởng phúc thanh nhàn, mà tổ tiên và sinh linh cũng được may mắn cả. Chúng tôi bàn định đâu đấy cả rồi, xin lại tâu với bệ hạ. Vua hiến đế giật mình, ngồi lặng đi nửa giờ, không nói được câu gì, rồi nhìn vào các quan mà khóc rằng: trẫm nghĩ khi xưa Đức Cao Tổ cầm ba thứ cương, chấn trắng khởi nghĩa, phá Tần diệt Sở, gây dựng cơ nghiệp, đời đời truyền nối, được hơn 400 năm nay. Trẫm tuy bất tài, nhưng cũng không có điều gì quá ác, sao nỡ đem cơ nghiệp của tổ tôn mà bỏ đi cho đành. Quân thần các ngươi nên bàn định lại cho phải. Hoa Hâm dẫn bọn Lý Phục, Hứa Chi đến trước mặt vua tâu rằng: nếu bệ hạ không tin, nên hỏi hai người này. Lý Phục tâu rằng: từ khi Ngụy Vương lên ngôi đến giờ, Kỳ Lân ra chơi, Phượng Hoàng đến múa, rồng vàng xuất hiện, lúa tốt sinh ra từng cụm, trời xa hạt mốc ngọt, đó là toàn điềm trời xui ra, cái trị nhà Ngụy nên thay vào nhà Hán đó. Hứa Chi lại tâu rằng: chúng tôi coi về thiên văn, đêm nhìn tượng trời, thấy khí số nhà Hán đã hết, ngôi đế tinh của bệ hạ lờ mờ không được sáng, mà xem đến sau nhà Ngụy thì vàng VAIC khắp trời đất. Và lại ứng vào lời sấm rằng: quý tại biên, quỷ tương liên, đương đại Hán, vô khá ngôn, ngôn lại đông, ngọ lại tây, lưỡng nhật tịnh quan thường hạ di. Cứ như lời sấm ấy thì chữ quy ở một bên liền với chữ quý là chữ Ngụy, chữ ngôn ở đông, chữ ngọ ở tây là chữ Hứa. Lưỡng nhật tịnh quan thường hạ di nghĩa là hai chữ Nhật đều nhau ở trên ở dưới là chữ Sương. Đó là cái điềm nhà Ngụy ở Hứa Sương nên thay vào ngôi nhà Hán. Xin bệ hạ suy xét mà nhường ngôi cho Ngụy Vương ngay đi. Vua nói: điềm lành và đời sấm là những việc huyền hoặc cả, sao lại muốn cho trẫm bỏ cơ nghiệp của tổ tôn đi? Vương Lăng tâu rằng: từ xưa đến giờ, có khi lên tất có khi xuống, có khi thịnh tất có khi suy, chẳng có nước nào là nước chẳng mất, nhà nào là nhà chẳng đổ bao giờ. Nhà Hán truyền nhau 400 năm, đến bệ hạ, khí số đã kiệt rồi, bệ hạ nên mau mau mà lui về đi, kẻo chậm chạp thì sinh biến mất. Vua khóc ầm lên, rồi quay vào hậu điện, các quan cười tủm tỉm trở ra. Hôm sau, các quan lại hội cả ở đại điện, sai hoàng quan vào mời vua hiến đế. Vua lo sợ không dám ra. Tào Hậu nói: các quan mời bệ hạ ra thiết triều, bệ hạ làm sao lại ngại ngùng mà không ra? Vua khóc nói: anh nàng muốn cướp ngôi, sai các quan vào này ép trẫm, trẫm không muốn ra. Tào Hậu nổi giận nói: anh ta sao dám làm việc loạn nghịch như thế? Đang nói thì Tào Hồng, Tào Hưu đem gươm vào cung mời vua ra điện. Tào Hậu quát mắng rằng: chỉ tự các ngươi muốn mưu đồ phú quý, gây nên việc phản nghịch này. Xem như cha ta công trùm bờ cõi oai khắp thiên hạ, con chẳng dám cướp ngôi vua, huống chi anh ta. Nối ngôi chưa được bao lâu mà đã muốn cướp ngôi nhà Hán, trời đất không chứng cho các ngươi đâu. Nói đoạn khóc òa lên, trở vào cung. Những kẻ hầu tả hữu ai nấy cũng sụt sùi ứa nước mắt. Tào Hồng, Tào Hưu cố mời vua ra điện, vua không sao từ chối được, phải thay áo đi ra. Hoa Hâm tâu rằng: bệ hạ nên y lời chúng tôi bàn hôm qua, kẻo mang vạ to.
Vua đau lòng khóc nói rằng: các ngươi An Lộc nhà Hán đã lâu cả, mà cũng nhiều người là con cháu công thần nhà Hán, sao nỡ làm việc phản nghịch như thế? Hoa Hâm nói: nếu bệ hạ không nghe lời chúng tôi, một mai xảy vả từ trong nhà, thì đừng trách chúng tôi là không trung với bệ hạ. Vua nói: thằng nào dám hại trẫm bây giờ? Hoa Hâm quát lên rằng: người trong thiên hạ ai cũng biết bệ hạ không có phúc phận làm vua, cho nên bốn phương nổi loạn. Nếu không có Ngụy Vương ở trong triều thì vô số người giết bệ hạ rồi. Bệ hạ không biết nghĩ mà báo ân, muốn để cho thiên hạ đến đánh bệ hạ hay sao? Vua giận lắm, rũ tay áo đứng dậy. Vương Lãng đưa mắt cho Hoa Hâm. Hâm bước lên, lôi lấy vạt áo long bào. Hâm rút gươm ra quát to lên rằng: quan dự ấn đâu? Tổ Bật bước ra nói: đây, quan dự ấn đây. Tào Hồng bắt đưa Ngọc Tỷ ra. Tổ Bật mắng rằng: Ngọc Tỷ là đồ quý báu của thiên tử, đòi thế nào được? Hồng quát sai võ sĩ lôi Tổ Bật ra chém. Bật giữ mắng ôm sờm kỳ đến lúc chết mới thôi. Người sau có thơ khen Tổ Bật rằng: gian đảng chuyên quyền, Hán đổ rồi, vẽ vời khéo đặt việc nhường ngôi. Trăm quan một cánh về Tàu cả, trung nghĩa duy còn Tổ Bật thôi. Vua thấy vậy sợ run cầm cập, lại thấy ở dưới thềm hơn trăm người mặc áo giáp cầm đồ khí giới đều là quân Ngụy cả. Vua khóc bảo với quân thần rằng: trẫm tình nguyện nhường thiên hạ cho Ngụy Vương, xin tha cái sống sót cho trẫm để được tròn tuổi trời. Giả Hữu nói: Ngụy Vương tất không phụ bệ hạ đâu, bệ hạ nên giáng chiếu ngay cho để yên bụng dân chúng. Vua bất đắc dĩ phải sai Trần Quần Thảo tờ chiếu như nước, rồi sai Hoa Hâm mang chiếu và Ngọc Tỷ dẫn các quan đến cung Ngụy Vương dâng nộp. Tào Phi mừng lắm, mở tờ chiếu ra đọc, chiếu rằng: trẫm ở ngôi 32 năm nay, gặp khi thiên hạ long lỡ may, nhờ thần linh tổ tôn nguy mà lại còn. Nhưng nay ngẩng lên mà xem tướng trên trời, cúi xuống mà xét lòng dân, thì số vận nhà Hán đã hết mà sang đến vận nhà Tào. Bởi thế tiên vương đã dựng nên công thần võ, kim vương lại sáng thêm mãi cái đức tốt để ứng vào vận ấy. Lịch số rõ ràng, tin là như thế. Ôi, theo vào đạo lớn, phải coi thiên hạ làm của chung. Ngày xưa vua được nhiều không riêng tư với con, mà nhường ngôi vua Thuấn, tiếng hay để mãi đến giờ, trẫm lấy làm hâm mộ lắm. Nay trẫm cũng bắt chức vua Nghiêu, nhường ngôi cho thừa tướng Ngụy Vương, vương chớ có từ. Tào Phi nghe xong muốn nhận ngay, Tư Mã Ý can rằng: chớ nên nhận vội, tuy rằng có chiếu và Ngọc Tỷ, nhưng điện hạ hãy nên dân biểu nói nhúng nhường mà từ chối đi, để bịt hết những miệng dèm chê thiên hạ. Phi nghe lời ấy, sai Vương Lăng làm bài biểu, nói nhúng rằng đức mình mỏng lắm, xin cầu người đại hiền khác để nối ngôi trời. Vua xem biểu, trong bụng nghi hoặc, hỏi quần thần rằng: Ngụy Vương khiêm tốn không chịu nhận, thì làm thế nào? Hoa Hâm tâu rằng: khi xưa Ngụy Vũ Vương chịu vương tước ba lần từ mà không được, rồi sau mới chịu nhận. Nay bệ hạ giáng chiếu lần nữa, tự khắc Ngụy Vương phải nghe. Vua bất đắc dĩ lại bảo Hoàng Khải Thảo tờ chiếu khác, sai Trương Âm cầm cờ tiết và Ngọc Tỷ đến cung Ngụy Vương. Tào Phi tiếp được tờ chiếu, mừng rỡ lắm, bảo với Giả Hữu rằng: tuy hai lần có chiếu, nhưng vẫn ngại thiên hạ đời sau chê cười là ta cướp đoạt, thì nghĩ thế nào? Hữu thưa: việc ấy cực dễ, nên lại sai Trương Âm cầm tỷ thù về, rồi bảo Hoa Hâm nói với vua Hán phải làm một cái đền thù thiên, chọn ngày lành tháng tốt, hội cả công khanh lớn nhỏ dưới đền, để thiên tử thân cầm tỷ thụ, nhường cho điện hạ. Như thế không còn ai nghi ngờ gì, mà bịt được mồm thiên hạ. Phi mừng lắm, sai ngay Trương Âm mang tỷ thụ về, và lại dâng biểu từ lần nữa. Trương Âm về tâu với vua, vua hỏi quần thần thì Hoa Hâm tâu rằng: bệ hạ nên làm một cái đền, gọi là đền thụ thiên, hội cả quan dân lại, nhường ngôi rõ ràng cho Ngụy Vương.
Như thế thì Ngụy Vương phải nhận, mà con cháu bệ hạ đời đời được đội ơn nhà Ngụy mất. Vua Hiến Đế bây giờ ai bảo thế nào mà chẳng phải nghe, bèn sai quan viên thái thường chọn một khu đất ở Phùng Dương, xây một cái đền 3 tầng, kén chọn giờ dần. Ngày Canh Ngọ, tháng 10, vua Hiến Đế mời Tào Phi lên đền. Các quan lớn nhỏ hơn 400 viên tụ tập cả ở dưới và hơn 30 vạn quân Ngự Lâm, quân Hổ Bôn và cấm binh đóng giàn cả chung quanh. Vua tự mình bưng ngọc tỷ dâng lên Tào Phi. Quân thần quỳ cả dưới đền nghe chiều, chiếu rằng: Hỡi ôi, Ngụy Vương ngươi, ngày xưa vua Nghiêu nhường ngôi cho vua Thuấn, vua Thuấn lại nhường ngôi cho vua Vũ. Xem như thế, thiên mệnh chẳng cứ lệ nào, duy ai có đức thì được. Nay nhà Hán đổ nát, mất cả thứ tự, đến đời Trẫm sinh ra loạn lạc. Những kẻ hung nghịch nổi lên tứ tung, bờ cõi siêu đổ. May nhờ có thần vũ của Ngụy Vũ Vương, dẹp được nạn ấy, trong nước lại được trong sạch để giữ gìn tôn miếu cho Trẫm. Như thế chẳng những một mình Trẫm được nhờ, mà thực là cả họ Trẫm cũng được nhờ vậy. Nay vương nối vào ngôi trước, đức lại sáng hơn, mở rộng nghiệp lớn ra để tỏ thêm công to của cha ngươi khi xưa. Bởi thế, trời cao giáng điềm lành, quỷ thần báo điều lạ. Nghĩ đến, ngươi sáng được việc cho Trẫm, thì các quan cũng đều nói độ lượng của ngươi hợp với vua Thuấn đời xưa. Vì vậy, Trẫm theo dùng điển nhà Đường, kính nhường ngôi cho ngươi. Thăng ôi, lịch số của trời ở vào mình ngươi. Ngươi phải kính thuận lễ lớn, hướng cả muôn nước, để nghiêm kính mà chịu lấy mệnh trời. Đọc xong tờ chiếu, Tào Phi nhận lễ, lên ngôi chiếm vị trên vị hoàng đế. Giả Hủ dẫn quan liêu lớn nhỏ, đứng chầu dưới đền, cải niên hiệu Diên Hy thành năm Hoàng Sơ thứ nhất, quốc hiệu gọi là Đại Ngụy. Phi truyền chỉ xá hết những kẻ có tội trong thiên hạ, đặt tên Thụy Tào Tháo, gọi là Thái Tổ Vũ Hoàng Đế. Hoa Hâm tâu rằng: Trời không lẽ hai mặt trời, dân không lẽ hai vua. Hán đế đã nhường thiên hạ, nên phải ra ở nơi phiên phục, xin bệ hạ giáng chỉ cho họ lưu đến ở xứ nào ngay cho. Nói đoạn, quát vua Hiến Đế phải quỳ ở dưới đền mà nghe chỉ. Phi giáng chỉ phong vua Hiến Đế làm Sơn Dương Công, bắt phải đi ngay hôm ấy. Hoa Hâm cầm gươm trỏ vào Hiến Đế quát lên rằng: Lập một vua, phải bỏ một vua, là lẽ thường xưa nay. Hoàng thượng nhân từ, không nỡ hại ngươi, phong ngươi làm Sơn Dương Công, ngay hôm nay phải đi, không có lệnh thì không được vào chầu. Vua Hiến Đế ướt nước mắt lại tạ, lên ngựa đi ra. Quân nhân ở dưới đền, ai trông thấy cũng thương cảm. Phi bảo với quần thần rằng: Việc Thuấn, Vũ khi xưa, bây giờ Trẫm mới biết. Quần thần đều hô vạn tuế. Một phút giang sơn đổi họ Tào, công phu hai Hán biết là bao. Hoàng Sơ muốn học việc Nghiêu, Thuấn, Tư Mã về sau có khác nào. Trăm quan mời Tào Phi lại tạ trời đất. Phi sắp xuống lại, bỗng dưng ở trước đền nổi cơn gió lạ lùng, các sỏi bay vù vù, tối tăm mù mịt, giáp mặt không trông thấy nhau, đèn nến trên đền đều tắt sạch. Phi khiếp sợ, ngã lăn ra điện. Các quan vội cứu Phi xuống đền, nửa giờ mới tỉnh. Tả Hữu vực Phi về cung. Phi mệt yếu mấy hôm, không ra khai chầu được. Về sau Phi hơi bớt, mới ra điện, cho các quan vào chào mừng, phong cho Hoa Hâm làm tư đồ, Vương Lăng làm tư thông, quan viên lớn nhỏ đều được thăng thưởng cả. Tào Phi chưa khỏi bệnh, nghĩ rằng cung điện Hứa Xương lắm yêu quái, mới thiên sang ở Lạc Dương, sửa sang cung thất cực to. Có người vào báo tin về thành đô, nói Tào Phi tự lập làm hoàng đế, xây dựng cung điện ở Lạc Dương và đồn rằng vua Hiến Đế bị hại. Hán Trung Vương nghe tin ấy, khóc lóc cả ngày, sai trăm quan mặc đồ tang trở và đặt lễ tế vọng, dân tôn Thụy gọi là Hiến Mân Hoàng Đế. Bởi thế Hán Trung Vương lo lắng thành bệnh, không coi được việc, chính sự giao phó hết cả cho Khổng Minh. Khổng Minh bàn bạc với thái phó là Hứa Tĩnh,
Quan Lộc đại phu là Tiêu Chu rằng: "Thiên hạ không thể một ngày không vua, muốn tôn Hán Trung vương lên làm hoàng đế." Tiêu Chu nói: "Gần đây có điềm gió lành mây đẹp, gốc tây Bắc Thành Đô lại có vân khí vàng, dài vài mươi trượng, bốc lên đến tận trời. Sao đế tinh hiện ở trong phần, sao tất, vì mạo sáng quắc như mặt trăng. Đó toàn là điềm Hán Trung vương lên nối ngôi hoàng đế, để nối dòng dõi nhà Hán, còn nghi ngờ gì nữa?" Thế rồi Khổng Minh, Hứa Tĩnh dẫn các quan liêu lớn nhỏ dâng biểu xin Hán Trung vương lên ngôi hoàng đế. Hán Trung vương xem biểu, giật mình nói: "Các ngươi muốn để cho cô làm người bất trung bất hiếu hay sao?" Khổng Minh tâu rằng: "Không phải thế, Tào Phi cướp ngôi từ lập, vương thượng là dòng dõi nhà Hán, lẽ phải nối ngôi để giữ lấy hương hỏa nhà Hán mới được." Hán Trung vương sầm mặt lại, nói: "Cô lại thèm bắt chước thằng nghịch tặc ấy à?" Nói rồi rủ tay áo đứng dậy, trở vào hậu cung. Các quan tan đâu về đấy. Cách ba hôm sau, Khổng Minh lại dẫn các quan vào chầu, mời Hán Trung vương ra. Hứa Tĩnh tâu: "Này thiên tử đã bị Tào Phi hại rồi, vương thượng nếu không lên ngôi hoàng đế, cất quân đánh giặc thì không phải là trung nghĩa. Thiên hạ ai cũng mong vương thượng lên ngôi để báo thù cho Hiến Mân hoàng đế. Nếu vương thượng không nghe lời chúng tôi thì bụng dân biết trông mong vào đâu." Hán Trung vương nói: "Cô tuy là cháu vua Cảnh Đế, nhưng chưa có đức trạch gì ra đến dân, nay tự lập làm hoàng DETHI khác gì bọn ăn cướp." Khổng Minh khuyên dỗ hai ba lần, Hán Trung vương khăng khăng một mực, nhất định không nghe. Khổng Minh mới đặt một kế, bảo với các quan, rồi thác là có bệnh không ra được ngoài. Hán Trung vương thân nghe tin Khổng Minh đau nạn, thân đến tận phủ, vào thẳng trong giường hỏi thăm: "Quân sư bị bệnh làm sao?" Khổng Minh rên khừ khừ, nói: "Trong bụng tôi bồn chồn như lửa chất, chưa biết có sống được không. Quân sư lo việc gì lắm thế?" Hán Trung vương hỏi ba bốn câu, Khổng Minh làm ra dáng bệnh nặng, cứ nhắm mắt, không đáp lại làm sao. Hán Trung vương hỏi gặn mãi, Khổng Minh mới chép miệng, thở dài nói rằng: "Tôi từ khi bước chân ra khỏi liều tranh, gặp gỡ đại vương, theo đồi đến nay, nói thì nghe, kế thì dùng. Đại vương may có được đất Hai Xuyên, không phụ điều mong ước của tôi khi trước. Hiện nay Tào Phi cướp ngôi, hương hỏa nhà Hán sắp tuyệt. Các quan văn võ, ai cũng muốn tôn đại vương lên làm hoàng đế. Diệt nhà Ngụy, dừng lại nhà Lưu, để mà lập lấy một chút công danh. Không ngờ đại vương một mực chẳng nghe, các quan ai cũng xin chán nản, không bao lâu tất tan cả. Ngô, Ngụy lại đánh, thì Hai Xuyên này giữ làm sao cho được, trách nào mà tôi chẳng lo." Hán Trung vương nói: "Tôi không phải là càn dở đâu, chỉ ngại thiên hạ chê cười đấy thôi." Khổng Minh nói: "Thánh nhân có nói rằng, danh bất chính tắc ngôn bất thuận. Nay đại vương danh chính ngôn thuận, còn bàn vào đâu? Đại vương há chẳng nghe câu, trời cho mà không lấy hóa ra mình chịu lỗi đó ru." Hán Trung vương nói: "Có phải thế, đợi khi nào quân sư mạnh khỏe sẽ hay." Khổng Minh nghe xong, đang nằm trên giường, vùng ngay dậy, gõ một tiếng vào bình phong. Các văn võ ở mặt ngoài vùng vào lại phục xuống đất mà nói rằng: "Vương thượng đã ưng cho rồi, xin chọn ngày để làm đại lễ." Hán Trung vương trông ra thì là thái phó Hứa Tĩnh, An Hán tướng quân Mi Chúc, Thanh Y hầu Thượng Cử, Dương Toàn hầu Lưu Báo, Biệt Giá Triệu Tu, Thị Trung Dương Hồng, Nghị Tào Đỗ Huỳnh, Tổng sự Trương Sản, Thái Thượng Khanh Lại Cung, Quan Lộc Khanh Hoàng Quyền, Tế Tửu Hà Tăng, Học sĩ Doãn Mặc, Tư Nghiệp Tiêu Chu, Đại Tư Mã An Thuần, Thiên Tướng Quân Trương Duệ, Chiêu Văn Bác sĩ Y Tịch và Tổng sự Lan Tần Bật. Hán Trung vương giật mình nói rằng: "Buộc cô vào chỗ bất nghĩa đều bởi tại các ngươi cả." Khổng Minh nói: "Chúa thượng đã bằng lòng rồi, xin cho đắp đàn, chọn ngày để làm đại lễ."
Các quan đưa ngay hắn Trung Vương về cung, rồi sai bác sĩ Hứa Từ, Gián Nghị, Lan Mạnh Quan có việc lễ, đắp đàn ở mé Nam Thành Đô, sắp đặt mọi việc đâu đấy. Các quan dàn bày đồ loan giá, trước hắn Trung Vương lên đàn tế trời đất. Tiêu Chu ở trên đàn, đọc bài văn tế rằng: Duy năm Kiến An thứ 25, tháng 4, mồng 1, ngày Bính Ngọ, qua ngày 12 là ngày Đinh Tỵ, Hoàng Đê-ê-lờ-a bị kính cáo với Hoàng Thiên Hậu Thổ rằng: Nhà Hán có thiên hạ, số vận dày vô ngần. Khi xưa Vương Mãn cướp ngôi, Đức Quang Vũ nổi giận đánh chết, Xã Tắc lại còn. Nay Tào Tháo cầm quyền bính, tàn nhẫn độc ác, giết bà chủ mẫu, tội ác đầy trời. Con Tháo là Tào Phi lại hung nghịch hơn, dám cướp giữ đồ thần khí. Các tướng sĩ bề dưới chúng tôi cho rằng nghiệp nhà Hán đổ nát, bị nên phải kế vào, để nối cơ nghiệp của hai tổ, phùng mệnh trời mà đánh giặc. Bị nghĩ trong mình kém đức, sợ nhục ngôi tôn, hỏi đến thứ dân và các quân trưởng ngoài khỏi xa, thì ai cũng bảo rằng mệnh của trời, không nên bỏ sao nhãn, nghiệp của tổ tông không nên để suy đồi, mà bốn bể không nên để vô chủ, khắp thiên hạ trông mong vào một mình bị. Bị sợ mệnh sáng của trời, lại sợ nghiệp của cao, quan đổ xuống đất, vậy phải kính chọn ngày lành, lên đàn tế cáo, chiều lĩnh tỷ thụ hoàng đế, coi giữ bốn phương. Xin thần trên trời dưới đất ủng hộ cho nhà Hán, để được lâu dài mãi mãi. Tiêu Chu đọc xong, Khổng Minh dẫn các quan dân ngọc tỷ lên. Hán Trung Vương nhận lấy, hai tay bưng đứng trên, nhường đi nhường lại hai ba lần, nói rằng: Bị này không có tài đức gì, xin chọn người nào có tài có đức để nhường ngọc tỷ này. Khổng Minh tâu rằng: Chúa Thượng bình định bốn bể, công đức ra khắp thiên hạ, vả lại tôn phái nhà Đại Hán nên đứng vào ngôi chính, và đã tế cáo trời đất rồi, còn nhường gì nữa. Các quan văn võ cùng treo vạn tuế lại mừng. Lễ xong đâu đấy, cải năm ấy là niên hiệu Chương Võ thứ nhất 220, lập vợ là Ngô Thị là hoàng hậu, con là Lưu Thiền làm thái tử, phong con thứ hai là Lưu Vĩnh làm Lỗ Vương, con thứ ba là Lưu Lý làm Lương Vương, phong Gia Cát Lượng làm thừa tướng, Hứa Tĩnh làm tư đồ, quan liêu lớn nhỏ đều được thăng chức cả, đại xá những kẻ có tội. Quân dân trong hai xuyên ai nấy cũng nhảy nhót mừng rỡ. Hôm sau khai chầu, trăm quan văn võ vào lại xong, đứng sắp hàng ra hai bên. Tiên chủ giáng chiếu nói rằng: Trẫm từ khi kết nghĩa với quan Trương ở Vườn Đào, thề cùng sống chết. Nay chẳng may em thứ hai Vân Trường bị Tôn Quyền hại mất, nếu không báo thù thì phụ mất lời thề khi xưa. Trẫm muốn khởi hết cả ngàn quân trong nước sang đánh Đông Ngô để rửa cái giận ấy mới được. Tiêu chủ vừa nói dứt lời, có một người ở dưới thêm bước ra can rằng: Việc đó không nên. Tiên chủ trông ra thì là Hổ Oai tướng quân Triệu Vân, đó là: Vua chúa chưa ra quân đánh giặc, tôi con đã muốn hiến lời can, chưa biết Tử Long can ra làm sao, xem đến hồi sau sẽ biết.